Em xin chào các bác ạ. Em ở bên Lương Âm Thanh thì hôm nay thì tiện có một cái bác khách, bác ấy chú ở bên Nam Định, chú ấy qua cửa hàng có lấy một cái con vang cơ Lex FX8 hàng chuẩn hãng của công ty, và thứ hai nữa là cái con đầu chọn bài karaoke cao cấp của hãng Việt KTV, và đây là cái đầu HD Pro đang chạy ổ cứng 4T nhưng mới cứng các bác nhé, ổ cứng được bảo hành 1 năm. Hôm nay thì em làm cái video này để hướng dẫn chú cái cách lắp ráp về cái hai thiết bị này. Thì ở nhà chú đang sử dụng âm ly đúng không chú? Sử dụng âm ly thì thứ nhất đầu đường tín hiệu vào là chú sẽ lấy ở trên TV và lấy ở trên cái con đầu hát karaoke này. Thì trên đầu hát karaoke này nó có đường tiếng cổng quang chú nhé, có nghĩa là truyền tín hiệu âm thanh bằng ánh sáng. Thì chúng ta chỉ cần duy nhất một cái dây tín hiệu như này thôi để truyền tín hiệu âm thanh. Thì chú cắm một đầu vào đây và một đầu còn lại vào sẽ vào cái đường tín hiệu quang của con vang này, con 8 này ở đây. Và tất cả những cái chiết áp đằng sau con vang này thì chú vặn to hết cỡ ở cháu. Vặn to hết cỡ những cái chiết áp này này. Chỉ có cái chiết áp súp này này là chú để ở hướng 12 giờ thôi. Đấy, và tùy chỉnh thì thường thì để hướng 12 giờ. Và đấy là đường tín hiệu vào, là đường kết nối với cả con đầu karaoke. Còn ngoài ra chú có tivi nữa thì chú cắm cái đường tivi vào cái đường này nhé các chú nhé, đường AV này. Đây, đường AV này. Tiếp đến là đường tín hiệu ra, đường tín hiệu ra thì con vang này nó sẽ có 4 đường tín hiệu ra. Thứ nhất là cái hai đường chính là đường loa trái và loa phải đây. Đấy, thì hai đường này thì chú sẽ cắm xuống âm ly. Đấy, một đầu cắm ở đây và một đầu sập cắm xuống âm ly. Còn cái đường ở giữa này là đường loa center, thì loa center đa số chúng ta sẽ không dùng. Còn đường này là đường loa súp nha chú nhá. Đây ạ, cái lỗ này là lỗ loa súp đấy ạ. Cái lỗ này là lỗ loa súp. Thì bên cạnh cái lỗ này thì nó sẽ có hai cái chiết áp, một cái là chỉnh tần số của loa súp, một cái hai là chỉnh cái to nhỏ của loa súp. Đấy là những cái đường tín hiệu ra và đường tín hiệu vào. Và đường tín hiệu mic thì chú có thể là cắm ở đây ạ, cắm đằng sau này. Đây là cái bộ mic không dây cháu đang cắm ở cái con vang này. Đây ạ, bộ mic không dây cắm vào đường này. Đây. Đấy. Đấy là những cái kết nối đường dây. Tiếp đến là cái thao tác chuyển ở trên và cái thao tác sử dụng ở trên. Đây ạ. Thao tác ở trên này. Đây thì cháu sẽ lấy cái que, cái tô bít cháu chỉnh chỉ cho chú này. Thứ nhất là chú bật điện nguồn lên và có ba cái chiết áp chính này, cái ba cái chiết áp chính này thì một cái là chỉnh cái to nhỏ của nhạc. Đây ạ. To nhỏ của nhạc này. Cái thứ hai là chỉnh to nhỏ của mic. Đây ạ, to nhỏ của mic. Cái thứ ba nữa là chỉnh này là cái hiệu ứng của mic. Đấy, echo của mic ấy, hiệu ứng của mic. Thì cái hiệu ứng của mic thì chú cứ thường thì cháu khuyên khách là cứ để hướng 1 giờ là cái chất âm của mình nó mềm nhất. Đấy, hướng 1 giờ đây. Cái chiết áp này các bác này. Các chú này. Đấy, để hướng 1 giờ. Còn cái âm lượng này thì chú tùy chỉnh vừa tai nghe rồi thì thôi. Còn những cái chiết áp nhỏ này thì có 4 cái chiết 5 cái chiết áp đầu tiên là chiết áp chỉnh về echo, tiếng echo của mic. Thì có cái là vang ít vang nhiều và vang nhanh vang chậm là hai cái này. Và cái này là chỉnh tông của cái tiếng echo, có tông bass này, tông trung này và tông tép. Tiếp đến là phần equalizer của mic thì có bass, trung và tép để chỉnh cái âm sắc của mic ấy. Đấy, còn đây là cái chỉnh âm sắc của tiếng nhạc là chú này, thì có tiếng bass của nhạc này, tiếng midi của nhạc là tiếng lời của nhạc đấy. Và đây là tiếng này là tiếng tép là tiếng the của nhạc đấy, tiếng tanh tách của nhạc ấy. Đấy, đấy là những cái lúc chỉnh như chú nhá. Chỉnh tầm 2 giờ này. Đây thì đây, bình thường thì cháu lấy mà xuất ra cho khách thì cháu cứ để hướng trung bình. Vì cái con vang này thực ra thì cứ để hướng trung bình bật lên là nghe đã thấy rất là ok rồi. Đây là cháu cứ để hướng trung bình nhá. Tí mà cháu sẽ bật thử cho hát thử chú này. Còn ở đây thì nó là cái công tắc này, công tắc chống hú mic. Thì chú ấn xuống là nó bật cái hệ thống chống hú mic, và ấn chế độ cao này là cái hệ thống chống hú mic nó không hoạt động. Đấy, còn đây là hai cái lỗ mic ở phía trước. Thì mình đã cắm mic ở phía sau thì mình không quan tâm đến lỗ mic phía trước. Còn đây là những cái thao tác chuyển này chú này. Thì cái lỗ này nó cắm USB chú nhá. Cắm USB, ví dụ như chú có một cái USB mà chú lạp nhạc vào, chú cắm ở đây thì nó tự phát nhạc ở USB. Và cái cao thao tác chuyển, ví dụ như là vừa rồi là chú cắm cái đầu hát này ở chế độ cổng quang, thì chú muốn nghe cái đầu hát này thì chú phải ấn nút input này này. Đấy, và chuyển về cái đèn nó thông báo là optical này này, là nghe đường tiếng cổng quang. Còn nếu mà chú cắm TV vào đường AUX ở đằng sau cái con vang này, cái đường AUX mà có cái rắc trắng và rắc đỏ ấy, thì chú muốn nghe cái đường tiếng đấy ở trên TV mà cắm đường AUX đấy thì chú phải chuyển về cái đèn báo ở AUX thì nó sẽ phát tiếng ở cái đường AUX. Đấy, còn nếu mà trong trường hợp mà chú muốn kết nối không dây với cả con vang này qua chế độ Bluetooth thì chú chuyển hộ cháu về chế độ BT, cái đèn BT này. Đấy, đèn BT này là có nghĩa là nó sẽ kết nối không dây với cả điện thoại qua chế độ Bluetooth. Là như vậy. Và bây giờ cháu sẽ thử cho chú nhá. Đã kết nối thành công rồi này. Bây giờ cháu sẽ thử cho chuyển về cái chế độ là optical, là kết nối với cả cái đầu hát này, và cháu sẽ thử hát thử cho chú này. Bật con mic này lên. Và ở đây chú nhé, để ý tất cả này. Đẩy này. Chú lắp vào âm ly cũng được, lắp vào đẩy cũng được. Con này thì rất là tiện, lắp vào đâu cũng được.
Đây là đang đẩy cho để 12 giờ nhá. Và tất cả những cái chiết áp nhỏ này của con vang là cho để chế độ mặc định luôn, không thể chỉnh cái gì cả. Mà chỉ chỉnh cái âm sắc, đây là âm sắc của echo, hiệu ứng của echo là cho để hướng 1 giờ và cho tăng cái độ mic lên. Tăng cái mic lên, cho bật mic lên này. Và khi mà chú sử dụng cái chiết áp cháu bảo nhá, chú sử dụng cái chiết áp to nhỏ này thì chú vừa alo mic và chú vừa tăng dần dần lên. Tránh trường hợp mà mình tăng nó nhiều quá, mình bật mic lên nó sẽ bị rít loa. Có nghĩa là mình vừa bật mic lên, đầu tiên là bật mic lên, xong là mồm alo và một tay còn lại chỉnh rít nhích dần lên. Alo, 6 7. Đây cháu thấy tiếng loa hơi đuối cho tăng lên tiếp. Rồi, ok rồi. Đây là nhận đồ nhận là ok rồi. Tiếp đến là sẽ chọn một cái bài nhạc. Tăng nhạc lên. Đây, bây giờ cháu sẽ chọn một cái bài hát karaoke đi. Đây chú, vừa rồi cháu bảo chú chọn cho cháu một cái bài hát karaoke ở trên cái điều khiển từ xa. Đây chú khách này thì chú ấy mua cái đầu này và chọn bằng trên điều khiển từ xa. Đấy, chọn là thao tác ở trên, chọn điều khiển từ xa này. Đầu tiên thì chọn bài này. Chú ấn enter rồi cháu. Đấy, vào phần chọn bài trên TV đây. Đấy, và chú bật bài về đâu mái tóc người thương chẳng hạn. Đây cháu hát bài là về đâu mái tóc người thương. Về là chữ V. Đâu là chữ D. Đấy, mái là chữ M. Đấy, khi mà chúng mới dùng thì cái vị trí của lút thì mình chưa quen thì mình nhìn, về sau là mình quen rồi thì ấn nó rất là nhanh. Đấy, mà về đâu mái tóc là chữ T. Đấy ạ. Đấy, chữ T ngay trên chữ cái chân. Đấy. Đấy, về tông mái tóc người thương đây là xuất hiện lên hết này. Chú di chuyển hội cháu về cái tông của Quang Lê hát. Đấy. Có nghĩa là cái tông nhạc mình quen ca sĩ nào thì mình chuyển được cái ca sĩ đấy, cái ca sĩ nó làm ở phía bên tay trái rồi. Enter. Rồi ấn enter hội cháu. Rồi nó sẽ hát bài đấy, và bây giờ cháu sẽ thử luôn cái bộ âm thanh này. Đây, cháu sẽ tăng cái âm lượng của nhạc lên. Alo, 6, 7, 1, 2, 8, 1. Chú để ý của cháu đây là cháu không hề chỉnh gì cả nhé. Để chế độ mặc định luôn. Còn nếu mà mình chỉnh âm sắc nữa thì nó sẽ hay hơn rất là nhiều. Còn đây là cháu để không chỉnh gì cả. Đây là không chỉnh gì cả luôn. Alo, 6, 7, 1, 2. Và đặc biệt là đúng là rất là xa xoa đây. Và độ bậy của nhạy của mình rất là tốt, nhưng mà nó cũng bị dị mịn. Chiều nhau xoa tóc ngồi bên rèm, thầm ước những nào đâu dám nói, hết tâm tư lại thôi, đường hoa vẫn chưa mở đôi. Đây là chú để ý hộ cháu là vừa rồi là tất cả những cái chiết áp đây đã. Tất cả những cái chiết áp này cháu để hướng 12 giờ, có nghĩa là hướng mặc định của nhà sản xuất. Đấy, mà hát nó đã rất là ngọt ngào rồi. Đấy, còn về mình chỉnh thêm cái âm sắc của tiếng mic cũng như là âm sắc của tiếng nhạc nữa thì nó sẽ quyện hơn rất là nhiều. Đấy, vừa rồi thì cháu chỉnh thì cháu nghe thấy là cái tiếng mic nó hơi thiếu tiếng bass, vì mình chỉnh thêm cái tiếng bass lên. Đấy, thì cái tiếng mic nó sẽ ấm hơn và nó sẽ trầm hơn và nó ấm áp hơn và hát nó sẽ mềm hơn rất là nhiều. Tăng lên khoảng 1 giờ đấy, được. Tăng hơn một chút thôi, là đúng rồi, chú bảo tăng lên tầm 1 giờ là đúng đó, hợp lý đấy. Thì tiếng mic nó sẽ ấm hơn và hát nó sẽ ngọt ngào hơn. Đấy, thì bình thường chú thấy để 12 giờ là đấy, để hát đấy là thấy vào mic rồi, mic là vào rồi mà độ nhạy nó rất là ok. Đấy, thì trong cái hãng Lex ấy, cháu đã xem tiện video này cho trong hãng Lex, thì hiện giờ cái hãng Lex là một cái hãng mà cung cấp cái vang cơ đứng đầu thị trường. Trong cái thời điểm này nó vẫn là đứng đầu thị trường, chưa có cái vang nào vượt qua cái vang của Lex. Thì trong cái vang Lex thì người ta chỉ sản xuất chuẩn ra là có bốn cái mã chính, gồm có con DFX6 là con màu lông chuột, tiếp đến là con Lex FX8 là con này, tiếp đến nữa là con Lex FX9 Plus, và con thứ tư nữa là con Lex FX9 Limited. Thì cái con mà bên cháu bán rất nhiều hàng, mà con mà bán mà nó chạy ổn định nhất, mà khi mà xuất cho khách là ổn định nhất ấy, thì là cái con 8, là cái con tiếng nó vẫn ổn định nhất, tiếng nó vẫn chuẩn nhất. Đấy, thì là cái hàng Lex là khi mà mua thì đặc biệt là trên thị trường nó cực kỳ hàng nhái, hàng giả rất là nhiều. Thì khi mà chú với tất cả mọi người khi mua những cái sản phẩm này thì hãy chọn những cơ sở uy tín để mua, vì bây giờ cái hàng nhái người ta làm nó nhái, nó giống y xì luôn chú ạ. Cái vỏ ngoài là giống như gì, nó chỉ khác nhau với cái chất lượng linh kiện và cái chất âm của sản phẩm thôi, cũng như độ bền của sản phẩm.
Đấy thì tiện đây cháu làm cái video. Và cái video này về mà chú mà cháu gửi đường link chú về, chú mà không biết cách lắp đặt thì chú quên cách lắp đặt thì chú mở cái ra. Đấy, chú xem cách lắp đặt và cũng như là xem cách chọn bài trên cái hệ thống này. Đấy thì em tiện một cái đơn hàng thì em làm cái video ngắn để giới thiệu cho các bác. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Thì bên em thì bên chuyên phân phối cho các bác những cái sản phẩm thiết bị phục vụ âm thanh karaoke. Bác nào có nhu cầu thì liên lạc với bên em. Cảm ơn các bác. Xin chào các bác ạ.